Zombie Apocalypse. Vật liệu lọc Neo Media Shop dòng Premium. Vật liệu lọc có nguyên liệu sản xuất tự nhiên tại Hàn Quốc và được nhập khẩu về Việt Nam. Đối với dòng Premium này thì nó sẽ khác với hàng Neo Media Shop mà dạng viên tròn, thì nó sẽ có rãnh. Thì nhờ những cái rãnh này, nước nó sẽ trôi qua một cách dễ dàng, không bị động lại, khiến cho các hộp lọc của chúng ta có thể bị tràn nước. Ưu điểm nổi bật của dòng Neo Shop này, nó có diện tích bề mặt tiếp xúc lên tới 4000mm trên lít cho một túi vật liệu lọc giống như vậy. Nhờ đó mà những cái vi sinh có lợi trong hồ cá nó có thể phát triển một cách dễ dàng. Nhờ đó cái việc lọc nó cũng sẽ trở nên sạch sẽ hơn. Đây là cái tổng quan của cái gói Neo Shop Media Premium. Các bạn thấy cái đường rãnh không? Chính nhờ những cái đường rãnh đó mà cái luồng nước nó sẽ đi qua dễ dàng, không bị tắc lại. Phía sau của dòng Neo Media Shop, các bạn sẽ thấy nhà sản xuất tặng cho chúng ta một cái gói nhỏ màu đen, những viên tròn tròn. Thì đây là những cái vi sinh. Khi các bạn sử dụng, các bạn hãy bỏ trực tiếp vào ngăn lọc. Nhờ đó mà vi sinh nó có thể phát triển mạnh hơn và nhanh hơn. Với một túi 1 lít Neo Shop này thì nó sẽ có khối lượng bao nhiêu? Bây giờ mình sẽ bắt đầu cân lên cho mọi người cùng xem. Đối với dòng Neo Media Hard thì khối lượng cân của nó rơi vào khoảng 630g. Còn này dòng Neo Media Shop nó rơi vào 736g, thì mình ước chừng cho nó khoảng 730g đi. Cái dòng Neo Shop 1 lít thì nó được xếp nặng nhất trong 3 loại. Cảm ơn mọi người đã xem video, hãy đăng ký kênh.